Hiện nay tế bào gốc Zonat là một trong những loại tế bào gốc cũng có thể gọi là serum tốt và an toàn được đông đảo chị em tin dùng nhất hiện nay. Bởi dòng sản phẩm này đang là nữ hoàng chuyên dụng các spa sau khi lăn kim, trị mụn, sẹo rỗ, nhưng đâu phải ai cũng tìm và mua đúng hãng chính hãng được đâu vì ngoài thị trường có rất nhiều sản phẩm quảng cáo hàng giả về dòng sản phẩm này, khiến chị em tiền mất tật mang nhưng vẫn chưa tìm được chân ái. Trong video này shop giúp bạn trẻ đẹp sẽ chia sẻ về dòng tế bào gốc Zonat chính hãng và hướng dẫn bạn cách mua hàng chính hãng ở đâu để không bị uổng phí nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. chỉ có hàng chính hãng mới mang lại hiệu quả tốt nhất cho bạn. Vì hàng chính hãng được công ty sản xuất nghiên cứu và thử nghiệm rất kỹ càng, cũng như được kiểm định và được cấp phép sử dụng. Các thành phần có trong tế bào gốc Zonat có hàm lượng ở mức cho phép, vừa đủ để mang lại hiệu quả tốt nhất cho làn da của bạn, làm tăng cường sản sinh tế bào, kích thích sản sinh collagen và elatin, giúp chống lại tình trạng lão hóa da, da nhăn nheo, sập sệ. Nhờ tế bào gốc Zonat mà các tế bào mới sẽ được sản sinh làm da căng tràn sức sống hơn nhé. Khi mua đúng hàng chính hãng thì bạn được đảm bảo về sự an toàn của sản phẩm, vì là công ty nổi tiếng và có thương hiệu nên họ luôn cam kết về chất lượng. Còn lỡ mua phải hàng giả thì bạn không thể biết được người ta bỏ hóa chất gì bên trong đó, người ta đã có tình làm giả để lừa bạn kiếm tiền, rồi thì họ đâu còn quan tâm đến việc bạn dùng có bị ảnh hưởng đến sức khỏe hay không. Nên vì vậy bạn cần phải tìm hiểu và mua đúng hàng chính hãng để không gây hại cho sức khỏe nhé. Tế bào gốc Zonat hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán tế bào gốc Jonas hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.